Kính chào quý thầy cô, quý đồng nghiệp đang theo dõi chương trình. Phần trình bày của tôi là về ung thư vú cập nhật ESMO 2024 về phần xạ trị. Như ta biết thì ung thư vú vẫn là ung thư hàng đầu ở phụ nữ. Ở Việt Nam, ước tính năm 2022 thì sẽ có 24.563 bệnh nhân ung thư vú, và ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới thì 50% số đó chúng ta sẽ cần xạ trị, và cho thấy là nhu cầu cần điều trị của bệnh nhân là một nhu cầu rất lớn. Điều trị ung thư vú cũng tuân thủ với cái điều trị ung thư, đó là điều trị đa mô thức cùng với phẫu thuật, là hóa trị, là xạ trị, các điều trị nội khoa khác như điều trị về tích, điều trị về nội tiết. Các tiến bộ trong xạ trị ung thư vú sẽ tập trung vào 3 vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất đấy là kỹ thuật xạ trị, vấn đề thứ hai là thể tích của vùng chiếu xạ, vấn đề thứ ba đấy là phân tiểu xạ. Về kỹ thuật xạ trị ung thư vú, chúng ta thấy là ưu tiên thì vẫn là xạ trị 3D. Xạ trị 3D có thể giúp cho các yếu tố khả thi. Khả thi vì sao? Khả thi là vì xạ trị 3D sẽ dễ thực hiện, thời gian tính toán xây dựng kế hoạch sẽ ngắn, và thời gian phát tia ở trong máy cũng là ngắn. Đồng thời, xạ trị 3D thì cũng đạt được những cái yêu cầu tối ưu về niệm lượng phân vú cho vùng xạ trị, đồng thời là giữ an toàn cho các cơ quan nguy cấp cần được bảo vệ. Tuy nhiên, xạ trị 3D thì cũng có những cái nhược điểm, là đem lại một cái điểm, những cái điểm mà nó tập trung quá cao nhiều, là đến 107% đường đồng nhiều tại điểm gọi là điểm hot. Vì thế nên là kỹ thuật xạ trị field, tức là trường trong trường, đã giúp giảm cái điểm hot của xạ trị 3D, từ phân chia ra các cái trường, từ cái trường thông thường của xạ trị 3D thành các trường nhỏ hơn, từ đấy thì sẽ giảm được các cái vùng mà nó gây điểm hot, là giảm được cái điểm hot ở dưới 107%. Hai nữa là phân bố đường đồng niều nó sẽ được đồng nhất của cái vùng xạ trị hơn so với xạ trị 3D. Tuy nhiên, ở các bệnh nhân vú bên trái, tức là ảnh hưởng bên dưới, chúng ta có tim thì cái vùng cần bảo vệ đấy là cơ tim ở phía dưới. Vì thế nên là các kỹ thuật xạ trị có kiểm soát nhịp thở thì giúp cho chúng ta có thể giữ cái tim ở cách xa vùng ngực nhất ở cái thì bệnh nhân hít vào tối đa. Vì thế nên sẽ giảm được cái điều tim, giảm các biến chứng của tim. Và tiếp theo nữa là tiếng cái xạ trị về điều biến liều, thì đây là một cái giải pháp chúng ta có thể tối ưu hóa vùng điều lượng của vùng xạ trị, và trong các kỹ thuật xạ trị điều biến liều chúng ta có thể tăng liều đồng thời, rút ngắn cái thời gian điều trị cho bệnh nhân. Ở đây chúng ta nhìn thấy là so sánh giữa xạ trị bên tay phải, đấy là xạ trị 3D với hai trường chiếu, kỹ thuật là hai trường chiếu trách đối xứng và trường chiếu thượng hàn đòn cho vùng hạch. Ở bên tay trái đấy là kỹ thuật điều biến liều với một trường chiếu, hoặc là cái kỹ thuật VMAX trường chiếu điều biến liều hình cung. Chúng ta thấy là cái kỹ thuật thực hiện trong xạ trị thông thường cho ung thư vú. Nhiều năm trước thì các nghiên cứu từ năm 2008, 2013, 2012 đã cho thấy là khi các nghiên cứu so sánh giữa xạ trị 3D và xạ trị điều biến liều thì cho thấy là các xạ trị điều biến liều đã giảm được độc tính cấp tính như viêm da, phù, tăng sắc tố hoặc là thay đổi hình dạng của mô vú, với xạ trị điều biến liều thì đã giảm đáng kể. Và các độc tính muộn thì không có sự khác biệt giữa hai nhóm bệnh nhân về tỷ lệ viêm phổi do xạ trị cũng như là hoại tử mô mỡ hay là ung thư thứ phát. Và các nghiên cứu thì cũng chỉ ra rằng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tái phát và sống thêm sau 5 năm so giữa nhóm xạ trị 3D và xạ trị điều biến liều. Và các nghiên cứu thì cũng chỉ ra rằng lợi ích của xạ trị điều biến liều IMT hoặc xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung đem lại là sự phân bố liều đồng nhất cho xạ trị trong toàn bộ tuyến vú sau một phẫu thuật mổ bảo tồn, và bao phủ liều đồng nhất hơn đối với các thể tích điều trị, khả thi trong các trường hợp chúng ta thực hiện nâng liều đồng thời, rút ngắn thời gian điều trị và giảm liều đến các cơ quan nguy cấp ở vú trái thì sẽ giảm được nhiều tim, có ý nghĩa thống kê. Kỹ thuật kiểm soát nhịp thở chúng tôi đã trình bày, thì trong đây chúng ta nhìn thấy
khi bệnh nhân thở bình thường, chúng ta nhìn thấy ở bên tay phải, khi bệnh nhân có cái nhịp hô hấp bình thường thì cái vùng tim bị chiếu xạ nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều, và từ đó sẽ gây ra những biến chứng về viêm cơ tim, biến chứng về mạch vành, những biến chứng sau này của bệnh nhân ung thư vú bị xạ trị tim mạch. Khi áp dụng kỹ thuật kiểm soát nhịp thở, chúng ta giúp cho tim sẽ rời xa thành ngực và rời xa cái vùng chiếu xạ, vì thế giúp cho giảm điều tối thiểu vào tim và giúp cho những giảm cái nguy cơ biến chứng về tim mạch sau này. Về kỹ thuật thể tích thì chúng ta thấy là xạ trị một phần tuyến vú APVI về ưu điểm chúng ta giúp cải thiện về thẩm mỹ và giảm nhiều đến cơ quan nguy cấp cũng như thể tích vú nành xung quanh. Và kết quả các cái nghiên cứu về xạ trị một phần tuyến vú APVI đã tương đồng về kiểm soát tại vùng cũng như thời gian sống thêm không bệnh cũng như thời gian thống xuyên toàn bộ đã được khẳng định. Các cái nghiên cứu về giảm phân liều thì đã được trong khoảng độ 10-15 năm trở lại đây, thì các cái nghiên cứu giảm phân liều đã được thực hiện. Nghiên cứu thứ nhất là nghiên cứu chúng ta nhìn thấy với kỹ thuật 3D, chúng ta thực hiện với tổng liều là 38,5 gây trong 10 buổi, thực hiện 2 lần tiên trong một ngày, tức là buổi sáng xạ buổi chiều. Và kết quả tỷ lệ kiểm soát tại vùng sau 10 năm ở nhóm xạ trị điều biến liều dạ dị giảm phân liều là 4,6% so với nhóm thường quy là 3,9%, sống thêm không bệnh 10 năm ở nhóm xạ trị giảm phân liều là 78,1% so với nhóm xạ trị biểu liều là 79,7%. Các độc tính về kết quả thẩm mỹ là như nhau. Ở trong nghiên cứu Barcelona thì công thức thực hiện cũng gần giống như trên, thì cho thấy là xạ trị một phần tuyến vú giảm được độc tính, các độc tính cấp tính trên da. Trong những nghiên cứu gần nhất là nghiên cứu của Đại học University of Northern với xạ trị điều biến liều thực hiện với tổng liều là 30 gây trong 5 buổi xạ và xạ cách ngày, thì cho thấy kết quả kiểm soát tại chỗ sau 10 năm là 3,7% so với 2,5% của xạ trị thường quy, và sống thêm 10 năm là đạt 91,9% so với ngang bằng với xạ trị thường quy cũng là 91,9%. Tuy nhiên xạ trị một phần tuyến vú giúp giảm độc tính cấp tính cũng như biến chứng muộn trên da và cho kết quả thẩm mỹ tốt hơn so với các xạ trị thường quy. Ở nghiên cứu Florian thì đã 520 bệnh nhân ung thư vú với thể tích khối u sau phẫu thuật là dưới 25 mm mà có diện phẫu thuật được xét nghiệm là trên 50 mm, tuổi trên 40 tuổi, được chia cho hai nhóm. Nhóm thứ nhất là xạ trị một phần tuyến vú kỹ thuật sử dụng kỹ thuật điều biến liều với 30 gây trong 5 buổi, và nhóm thứ hai sẽ được xạ trị thường quy cho toàn bộ tuyến vú trong 50 gây cho 25 buổi, và có cộng thêm 5 buổi là chúng ta nâng liều tại vị trí u nguyên phát. Và những cái mục tiêu nghiên cứu để xác định là xem có các cái tỷ lệ tái phát cũng như là sống thêm toàn bộ. Mà nội dung nghiên cứu sẽ trình bày ở đây. Thời gian tuyển bệnh là từ 2005 đến 2013. Thời gian theo dõi trung bình là 10,3 năm. Thì cho thấy kết quả của nghiên cứu cho thấy là tỷ lệ tái phát u cùng bên là 2,5% ở xạ trị toàn bộ tuyến vú thường quy so với 3,7% ở xạ trị một phần tuyến vú. Sống thêm toàn bộ 10 năm là 91,9% cho cả hai nhóm. Tuy nhiên là nhóm xạ trị một phần tuyến vú đã thấy là giảm tỷ lệ độc tính cấp tính cũng như độc tính muộn, và cái chất lượng về thẩm mỹ được đánh giá cả bởi người bệnh và bác sĩ là cho thấy là kết quả là có cải thiện về thẩm mỹ trong điều trị ung thư vú bảo tồn. Ở đây chúng ta thấy là đường màu xanh sẽ biểu hiện cho xạ toàn bộ tuyến vú, và đường ngắt quãng là biểu hiện cho xạ một phần tuyến vú. Cho thấy kết quả nghiên cứu vừa trình bày ở trên. Trong các cái kỹ thuật về thay đổi về giảm phân liều xạ trị, chúng ta thấy nhiều năm về trước xạ trị thường quy
thường là thực hiện trong 5 tuần. Trong các nghiên cứu về giảm phân liều thì số cái phân liều, số ngày thực hiện xạ trị chúng ta giảm xuống là 3 tuần. Và các nghiên cứu hiện nay là cố gắng là giảm tổng cái thời gian xạ trị xuống chỉ gói gọn trong 1 tuần. Các cái xạ trị giảm phân liều này dựa trên cái lý do, thứ nhất là chúng ta giảm lệ thuộc vào công nghệ, hai là do tăng cái tỷ lệ phẫu thuật bảo tồn nhờ các cái phẫu thuật, nhờ các phác đồ về hóa trị tân bổ trợ, rồi nhờ phát hiện sớm. Điểm thứ ba đấy là tăng khả năng chấp nhận của người xạ của bệnh nhân và giảm cái tỷ lệ người bệnh sẽ bỏ dở của quá trình xạ trị, tiết kiệm về nguồn lực và thời gian. Và cái phác đồ xạ trị giảm phân liều thì đặc biệt hữu ích trong giai đoạn bùng phát ở COVID-19. Về cơ sở lý thuyết thì giá trị alpha beta đã được điều chỉnh là 3,5% cho tái phát và cũng như 3,1% cho các tác dụng phụ. Và giá trị alpha beta của khối u và mô lành xung quanh là xấp xỉ nhau nên xạ trị giảm phân liều sẽ hiệu quả hơn mà không gây ảnh hưởng xấu đến các mô phú bình thường. Các nghiên cứu về xạ trị và giảm phân liều thì thường là các nghiên cứu dùng các cái giảm phân liều khác nhau so sánh với cái phân liều thường quy là 50 gây trong 25 buổi trong 5 tuần. Chẳng hạn như nghiên cứu UK Star B thì chúng ta sẽ giảm cái phân liều xuống còn 40 gây tổng liều trong thực hiện trong 15 buổi, tổng thời gian điều trị là trong 3 tuần, so sánh với cái phân liều thường quy 50 gây trong 25 buổi trong 5 tuần. Nghiên cứu này thì đã được báo cáo kết quả 5 năm vào 2008 và kết quả 10 năm vào 2013, cho thấy là giống nhau về tỷ lệ tái phát tại vùng cũng như là giảm được độc tính cấp tính và các độc tính muộn. Các nghiên cứu khác thì cũng cho thấy những các cái giảm phân liều theo các công thức khác nhau, như nghiên cứu UKPAT thì cho thấy là tổng liều là 28,5 gây trong 5 buổi xạ chia cho 4 tuần, tức là một xạ chúng ta tiến hành xạ một lần trong một tuần. Hoặc là nghiên cứu fast forward thì thực hiện là 26 gây trong 5 buổi xạ nhưng mà chỉ thực hiện trong một tuần, tức là thời gian ngắn hơn, thực hiện hàng ngày chúng ta kết thúc điều trị trong một tuần. Các nghiên cứu này thì cũng đang được theo dõi và đánh giá kết quả. Ở đây là chi tiết của các nghiên cứu đã thực hiện trong thời gian trước đây, như Star A, Star B là cho thấy cái kết quả. Nghiên cứu Star A thì kết quả sống 5 năm thì cũng không thấy những cái ghi nhận được cái tỷ lệ, các cái tỷ lệ biến chứng muộn. Hoặc là Star B thì trong 5 năm thì cái biến chứng muộn của cái phác đồ 40 gây thì có ảnh hưởng hơn, có ghi nhận được nhiều hơn so với cái phác đồ thực hiện thường quy. Từ cái nghiên cứu trên, người ta thấy rằng xạ trị giảm phân liều đã được chứng minh lợi ích không kém hơn so với phác đồ xạ trị thường quy trong xạ trị toàn bộ tuyến vú hoặc thành ngực đối với những trường hợp ung thư vú giai đoạn sớm. Trong tất cả các nghiên cứu trước thì các cái giai đoạn khối u ở giai đoạn sớm hoặc là cái hạch âm tính thì đã được đưa vào tiêu chuẩn lựa chọn. Tuy nhiên, cái vấn đề chỉ định xạ trị giảm phân liều này thì cho các trường hợp ung thư vú có hạch thì có ý nghĩa hay không, và đấy là cái cơ sở mà thực hiện một cái nhóm nghiên cứu đã thực hiện. Đấy là nhóm nghiên cứu của Hugo G. Wan và ba, một nghiên cứu đa trung tâm mà đã được báo cáo tại hội nghị ESMO tại Barcelona 2024. Ở bên phải chúng ta thấy là các cái phác đồ xạ trị với xạ trị cho toàn bộ vú hoặc thành ngực, chúng ta đã thấy là các cái phác đồ thường quy, phác đồ giảm phân liều thì đã được báo cáo và ghi nhận kết quả, cũng như là cái phác đồ về siêu giảm phân liều, tức là chúng ta làm một phân liều lớn thường là 6 gây, đấy, có thể là hàng tuần, có thể là thực hiện trong một tuần thì cũng đạt ghi nhận cái kết quả. Tuy nhiên là các cái phác đồ này thì đều thực hiện cho nhóm bệnh nhân ở giai đoạn sớm, mà cái thể tích xạ trị là chỉ có xạ trị cho tuyến vú sau mổ, phẫu thuật bảo tồn hoặc là diện thành ngực không. Cái vấn đề đặt ra là xạ trị hạch vùng thì dường như là chưa có thử nghiệm lâm sàng nào cho xạ trị hạch vùng, và
xạ trị vùng thì 50 gây tổng liều trong 25 buổi trong 5 tuần thực hiện, đấy là phác đồ chuẩn khi mà có chỉ định xạ trị hạch vùng cho ung thư vú. Vậy xạ trị hạch vùng với cái thể tích lớn hơn bao gồm cả diện thành ngực, cả tuyến vú và hạch vùng khi có làm tăng độc tính khi mà chúng ta làm tăng cái phân liều hàng ngày hay không, thì đấy là cái câu hỏi mà đặt ra để là cơ sở để tiến hành cái thiết kế nghiên cứu của nghiên cứu HypoZero. 1.265 bệnh nhân được tuyển, các bệnh nhân ung thư vú tuổi từ 18 tuổi trở lên, T từ T1 đến T3, N từ N0 đến N3, không có di căn xa, và cái nhóm bệnh nhân này có chỉ định xạ trị vùng và sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên chia làm nhóm thứ nhất, nhánh thứ nhất đấy là xạ trị theo phân liều thường quy 50 gây 25 buổi trong 5 tuần, và với những bệnh nhân ung thư vú bảo tồn thì sẽ được nâng liều tại vị trí U. Nhóm thứ hai đấy là xạ trị giảm phân liều tổng liều là 40 gây trong 15 buổi thực hiện trong 3 tuần, và với những ung thư vú bảo tồn thì có thể nâng liều. Mục tiêu chính của nghiên cứu đấy là đánh giá tỷ lệ phù bạch mạch cánh tay sau 3 năm. Nghiên cứu đã thực hiện tại 29 trung tâm và kết quả đã được công bố tại hội nghị ESMO. Kết quả cho thấy như sau: thời gian theo dõi trung bình là trung vị là 4,8 năm, phác đồ giảm phân liều trung bình cho xạ trị hạch vùng không làm tăng nguy cơ phù bạch mạch đối với xạ trị thường quy. Chúng ta thấy là tỷ lệ phù bạch mạch cánh tay tích lũy sau 5 năm là 33,3% ở nhóm có giảm phân liều so với 32,8% ở nhóm phân liều thường quy. Tỷ lệ giảm biên độ vận động của khớp vai ở cùng bên là 19,5% ở nhóm có giảm phân liều và so với 20,7% ở nhóm xạ trị thường quy. Điểm thứ hai là không có sự khác biệt giữa hai phác đồ về độc tính, về sống thêm không tái phát tại vùng, không di căn cũng như sống thêm toàn bộ. Kết quả nghiên cứu của HypoZero đã khẳng định là phác đồ xạ trị giảm phân liều với tổng thời gian điều trị là 3 tuần là an toàn cho xạ trị trong ung thư vú. Câu hỏi đặt ra là các cái phác đồ rút ngắn hơn nữa, chúng ta gọi là siêu giảm phân liều, tức là thời gian điều trị trong 1 tuần có an toàn không đối với cái xạ trị hạch vùng, và các nghiên cứu thì nó vẫn đang được triển khai. Ở đây chúng ta thấy là có một số nghiên cứu vẫn đang triển khai, chẳng hạn như nghiên cứu ZN Chen với cái tiêu chuẩn chọn bệnh nhân là khối u vú là T1 đến T3, N từ N1 đến N2 sau xạ mộ, xạ trị sau phẫu thuật bảo tồn hoặc là sau phẫu thuật cắt tuyến vú, và số lượng bệnh nhân đã tuyển chọn là 588 bệnh nhân và sẽ được phân thành hai nhánh. Nhánh thứ nhất là xạ trị theo cái phác đồ giảm phân liều thường quy tổng liều 40 gây trong 15 buổi. Thứ hai là xạ trị với cái phác đồ là siêu giảm phân liều và phác đồ lớn là tổng liều là 26 gây trong 5 buổi. Và cái mục tiêu của nghiên cứu đặt ra đấy là chúng ta tìm xem là cái tỷ lệ phù tay sau 3 năm cũng như là cái tỷ lệ tái phát của ung thư vú cùng bên, cũng như là cái chất lượng về đánh giá về điểm thẩm mỹ. Nghiên cứu này đang tuyển bệnh từ tháng 2 năm 2021 và sẽ đóng tháng 4 năm 2025. Và chúng ta sẽ chờ đợi các cái nghiên cứu để cái phân liều lớn này xem chúng ta có thể đưa lại những cái kết quả tốt hơn. Về nghiên cứu giảm phân liều, chúng ta thấy là các cái nghiên cứu giảm phân liều thì đã khẳng định được cái kết quả điều trị, kết quả cả về tỷ lệ kiểm soát tại chỗ, tại vùng cũng như là kết quả sống thêm. Và tuy nhiên còn lại cái nghiên cứu những cái phân liều lớn, dù là thực hiện phân liều lớn hàng tuần hay là phân liều lớn hàng ngày, tức là cả thời gian rút ngắn thời gian điều trị, thì vẫn còn cần thời gian chờ đợi. Tóm lại, xin tóm tắt cái phần trình bày về các cái tiến bộ của xạ trị đã được cập nhật trong cái hội nghị ESMO 2024, đấy là về kỹ thuật xạ trị, về thể tích điều trị, và điều quan trọng nhất đấy là những cái kết quả mới nhất về xạ trị giảm phân liều, kỹ thuật là 40 gây tổng liều 40 gây trong 15 buổi xạ và đem lại kết quả kiểm soát tốt tại chỗ tại vùng, cũng như là
không có gây ra những cái biến chứng nguy cơ phủ tay so với phác đồ thực quy. Trên đây là phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Xin cảm ơn.